lỗi nhạc lên nào À, xin chào các bác em ở bên uh, lương âm thanh lương audio thì bên em thì chuyên cung cấp cho các bác những cái sản phẩm những cái thiết bị mà phục vụ âm thanh hát karaoke uh, với rất nhiều những cái thiết bị khác nhau thì uh, bác là quan tâm về những cái sản phẩm này thì các bác sẽ liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988646683 uh, thì bên em có rất nhiều những chủng loại hàng uh, phục vụ các bác uh, thì thưa các bác là hôm nay thì tiện một cái đơn hàng của một cái bác khách uh, uh, điện một cái bác khách ở bên uh, bình dương uh, tân uyên bình dương chú minh ở bên uh, tân uyên bình dương À, thì à, bác khách này thì à, trước đây thì bác ấy đã mua một số đồ ở bên em rồi. Hôm nay thì tiếp tục bác ấy đặt thêm một cái con đẩy hai à, kênh à, đến từ thương hiệu là PS Audio. Mã con này là con T à, TD850 các bác nhé TD5850 là một con đẩy hai kênh hàng chính hãng đến từ thương hiệu là PS Audio các bác nhé À, thì Thưa các bác đây là cái bao bì đóng gói của con đẩy đấy ạ Bao bì đóng gói của con đẩy đây Thì bên trong thì sẽ có một quyển sách hướng dẫn sử dụng này à, Một dây nguồn rất là chắc chắn đấy ạ à, Mút bao bọc thì rất là dày dặn Thì khi mà vận chuyển những cái đơn hàng đi xa thì em rất an tâm à, Tiếp đến ở đây thì em lắp cái con đẩy này với cả một cái con vang số chỉnh cơ Em nhấn mạnh là vang số chỉnh cơ thứ nhất là vang là vang chạy chip số nhưng mà toàn bộ là chỉnh bằng cơ hết không cần dùng dùng đến máy tính mà các bác chỉ cần dùng cái tô vít này thôi để các bác vặn chỉnh tất cả những hiệu ứng những cái chức năng của con trên con vang số chỉnh cơ này à, con vang số chỉnh cơ này cũng đến từ thương hiệu là PS Audio các bác nhé và mã của con vang số chỉnh cơ này là con KX9 Plus đây là một cái phiên bản nâng cấp mới nhất các bác nhé phiên bản nâng cấp mới nhất mới ra mắt năm 2022 à, mới toanh luôn các bác ạ ở đây thì đây là cái tem của hàng chính hãng của PS Audio này ở phía dưới con đẩy thì cũng có cái tem của hàng chính hãng PS Audio ở phần đây thì nó sẽ có cái phần cào các bác nhé đây là có cái phần cào ra để các bác lấy cái mã số để các bác kích hoạt bảo hành điện tử các bác nhé à phần dưới cái lớp mã cà tem cào này thì có sẽ có một cái lớp mã số một dãy mã số các bác sẽ lấy cái mã số này là các bác gửi cái tin nhắn đến cái số của tổng đài của bên PS Audio để các bác kích hoạt bảo hành đó đấy là tem hàng chính hãng À, và ở đây thì em sẽ quay qua một lượt thứ nhất là cái con đẩy hai à, kênh à, đến từ thương hiệu là PS Audio mã con này là con TD 850 con này là 850W một kênh các bác nhé 850W một kênh và cái con này thì à, là đẩy hai kênh đẩy hai kênh ở đây thì sẽ có hai cái chiếc áp này các bạn ạ. hai cái chiếc áp ở đây và cái chiếc áp này là chiếc áp bi thành ra các bạn, các bạn nó rất là thật tay công tác nguồn nó là làm giữa và đây là sẽ có hai cái cột đèn báo tương đương với cả mỗi kênh công suất và ở đây thì nó sẽ hiển thị cái thông báo trạng thái nhạc phần ở đây thì nó sẽ là cái lưới ở phần lưới kim loại ở phía trước và phía sau thì sẽ có phần mút để ngăn bụi đưa vào bên trong cái bên mạch công suất phía sau ở đây thì à, các bác sẽ thấy đây là cái tem của bên xưởng sản xuất là của bên PS Audio này à, hai quạt làm mát hai bên và cái con này thì đường công suất ra à, đường giao loa thì nó sẽ có hai cái rắc để các bác lựa chọn giữa rắc lưu trích ở đây là cái rắc vặn cài ở đây à, cái rắc lưu trích này đây cái rắc lưu trích và đây đây nhá còn cái rắc vặn cài đây ạ cái rắc vặn cài ở đây À, thì các bác thì uh, sử dụng ở gia đình thì em khuyên các bác là nên sử dụng cái rắc vặn cài này thì tiếp xúc nó sẽ tốt hơn còn cái rắc lưu trích này thì uh, để anh em thợ thì rút ra rút vào thử cho nó nhanh thôi chứ còn nếu mà về độ chắc chắn tiếp xúc tốt thì là cái rắc vặn cài là tiếp xúc nó vẫn tốt hơn chắc chắn hơn ở à, đấy là đường tín hiệu ra loa còn đường tín hiệu vào đây các bác nhé đường tín hiệu vào ở đây thì uh, các bác sẽ thấy ở đây là sẽ có uh, hai rắc ca lông đực và hai rắc ca lông cái Đấy thì để trong cái trường hợp là đây là hai đường tín hiệu vào và hai đường tín hiệu ra trong trường hợp là các bác lai like, những cái sang cái thiết bị cục đẩy khác đấy thì đây là các bác sẽ nhìn thấy là nó sẽ thừa hai cái chấu ca lông đực đây để trong trường hợp là các bác muốn like sang cái cục đẩy tín hiệu sang cục đẩy khác thì các bác sẽ cắm cái này còn phần ở phía giữa giữa đây thì các bác sẽ thấy là một hàng công tắc ở đây thì cái hàng công tắc này thì nó sẽ chuyển ra những cái chế độ của các bác nhé ở đây em sẽ lấy led ạ à, tùy vào những cái chế độ mà các bác đánh ví dụ như là chế độ đánh gộp khác này chế độ đánh tương tự khác này hoặc là chế độ, độ đánh xi si thì từ từ tùy từng chế độ thì các bác sẽ gạt cái công tắc ở đây thì ở dưới nó sẽ có cái sơ đồ để nó chuyển các chế độ ở phía dưới này các bác sẽ nhìn ở phía dưới này là có cái sơ đồ chỉnh à, thì cái con này nó rất hay ở cái chỗ là nó có thể là từ hai kênh và nó có thể là chuyển thành một kênh công suất nhân đôi ở cái chế độ là đánh đánh gộp đấy hoặc là chế độ đánh tương tự là các bác sẽ đánh đường, một đường tín hiệu đi vào và nó sẽ chia ra hai cái vế công suất là chế độ đánh tương tự và chế độ đánh sức te là tín hiệu đi vào cổng 1 và đi ra cái cổng đi đi vào cổng 1 này, và đường công suất đã đi ra cổng 1. À, và đường tín hiệu đi vào cổng 2 thì đường công suất thì nó đi ra cổng 2. Đấy là đến chế độ site. Si à, đấy và đây là đường uh, tín hiệu nguồn vào này các bác này. Ở phía đây thì uh, ở, uh, phía đây thì uh, sẽ có những cái sơ đồ để các bác đấu dây loa các bác nhé. Uh, Sơ đồ các bác đấu dây loa ở đây. À, tiếp đến là em sẽ quay về phần à, phía sau cái con vang số chỉnh cơ, cái phiên bản nâng cấp mới nhất của hàng chính hãng của PSW à, Mã của con này là con KX9 Plus, à, tem à, chính hãng của PS này, đây mã dập của PS trên cái lóc sản phẩm Ở à, Phía sau cái con này thì à, cái đường tín hiệu, đây là đường tín hiệu dành cho loa trái, loa phải ra này Bên cạnh đấy thì nó cũng có cái đường loa, loa súp, à, cắt cốt luôn, ở trên cái con này nó cắt cắt cốt, nó đưa ra đường loa súp này và các bác có thể là lựa chọn giữa rắc ca lông hoặc là rắc hoa sen ở đây thì dãy rắc hoa sen này là cũng được tín hiệu ra nhé đường tín hiệu ra ở đây thì gồm có hai cái này là hai cái đường tín hiệu của loa súp này hai cái này là một loa trái một loa phải này và cái đường này là đường dành cho loa center các bác nhé đường cho loa center và trên cái loa center của con này thì nó có cái chỉnh về cái đường tín hiệu của loa center ở đây thì các bác sẽ thấy có hai cái chiếc áp giới hạn đường nhạc và đường mic riêng dành cho cái đường loa center đấy ạ Đấy thì nó con này rất là hay ở cái đường loa center thì các bác sẽ phối trộn cái giữa đường nhạc và đường mic đưa ra cái loa center. Đấy nó rất hay rất đa năng. Với một số những cái con vang khác ấy, thì đường loa center thì chỉ được phép lựa chọn là một là phát nhạc, hai là phát mic. Nhưng mà đối với con này thì các bác có thể là lựa chọn rất là đa năng ở chỗ là mic nhạc phối trộn với nhau. Tùy vào các bác. Đấy. Và đây là hai cái chiếc áp mà chỉnh cho cái đường cắt cốt của cái loa súp đấy, đường loa súp đấy các bác này. Đấy, các bác có lựa chọn giữa đằng rắc này là rắc uh, ca lông hoặc là các bác có thể là sử dụng rắc hoa sen ở đây. đấy là đường tín hiệu ra cho cái loa siêu trầm. À, ở đây thì các bác sẽ thấy là có cái rắc mic, đấy, và ở phía trên thì sẽ có ở phía trên này thì cũng có rắc mic các bác nhé. phía trên thì có hai cái lỗ cắm mic này, và phía dưới thì nó sẽ có thêm một cái lỗ cắm mic ở phía uh, phía sau nữa ở đây thì các bác sẽ thấy một cái cái rắc này là cái rắc đường cổng quang học nhé cái con này bên trong cái con vang này nó có đường giới hạn tín hiệu quang học giải mã tín hiệu quang học đấy thì các bác sẽ cắm cái dây quang học đây là thẳng lên tivi không cần qua cái bộ giải mã nữa và bên trong này nó đã có bộ giải mã rồi đấy cái rất là hiện đại và khi mà các bác nghe đường cổng quang này thì âm thanh nó rất là hay truyền tín hiệu âm thanh bằng ánh sáng qua cái dây cáp quang học khi mà mua sản phẩm thì bên em sẽ kèm hết cho các bác nhé gồm có dây ca lông ra hoa sen để các bác lắp âm ly hoặc là dây ca lông hai đầu để các bác lắp bên đẩy đấy cái con này rất nhiều bác mua về để nâng cấp những cái âm ly lên để âm ly nó hát hay hơn và nhiều tính năng hơn. Tiếp đến đây là cái dâu mà thu thu phát tín hiệu mà bluetooth có nghĩa là cái con này nó có chế độ là bắt không dây, bluetooth giao tiếp không dây với cả điện thoại qua chế độ bluetooth và đây là cái giới hạn mà cái âm lượng khóa trong cái giới hạn an toàn. Khi mà các bác ở nhà mà có các có, có trẻ nhỏ thì sợ các cháu vặn những cái chết áp ở phía trên nó nó to quá thì các bác sẽ dùng cái chết áp này để cái giới hạn cái ngưỡng an toàn cho cái sản phẩm của chúng ta, cho âm thanh của chúng ta bảo vệ cái thiết bị âm thanh trong trường hợp các cháu nhỏ mà vặn kịch cỡ ở phần phía trên thì chúng ta đã dùng cái này là chết áp này là khống chế rồi thì âm lượng nó chỉ đạt cái mức đấy thôi nó không to hơn nữa thì nó bảo vệ loa cũng như là bảo vệ thiết bị của chúng ta. Ở đây thì đây là hai cái đường tín hiệu vào, hai cái đường tín hiệu vào này là hai đường tín hiệu đường hoa sen. Đấy thì các bác sẽ có cổng AUX1 hoặc là AUX2 để giao tiếp với cả cái đường tín hiệu vào qua cổng AUX. Đấy thì con này thì nó là đời cao thành ra là có rất nhiều nhiều những cái đường vào để các bác lựa chọn, rất là hay. Và ở phía trên thì cũng có một cái đường vào nữa là đường cung cấp qua cái cổng USB, nó có thể đọc những cái dữ liệu ở trong USB. Thì rất là tiện ở cái chỗ là các bác sẽ lạp những cái bài hát yêu thích vào trong USB và các bác sẽ cắm vào đây và trên cái thiết bị này nó sẽ đọc những cái dữ liệu ở bên trong USB. Rất là tiện cho các bác. Ở đây thì em sẽ thử cho các bác một chút tiếng mic cho các bác nhé à, Và đây sẽ quay qua một lượt về cái sản phẩm về con vang số chỉnh cơ này Ở đây là công tắc nguồn này các bác này Ở đây là một số những cái công tắc, tắc ấn nhả để mà tua lấy like bài Tua lấy like bài ở trên USB đây là cái chế độ mà thay đổi cái đường tín hiệu vào đây ạ thay đổi đường tín hiệu vào ví dụ như các bác đọc usb hoặc là giao tiếp không dây với điện thoại qua bluetooth hoặc là các bác cổng aux hoặc là các bác ra cắm quảng cổng giải mã tín hiệu quang học thì khi mà chuyển cổng thì các bác sẽ chuyển qua qua cổng này các bác sẽ nhìn ở cái phím ở chỗ này nhé nó sẽ thay đổi lại đây là aux hai này Đấy, bt là bluetooth này Đấy, usb là đọc cái dữ liệu ở usb này đấy thì các bác sẽ chuyển như thao tác qua từng cái chế độ ở cái nút uh, modern này đó à, tiếp đến đây là cái mắt nhận của cái điều khiển từ xa nhé các bác nhé thì với cái phiên bản này nó rất là hay đây các bác sẽ thấy cái bao bì đóng gói của phiên bản mới là cái con modern là kx9 plus của ps audio đây là cái phiên bản nâng cấp mới nhất và nó có thêm một cái điều khiển từ xa này các bác này có thêm một cái điều khiển từ xa thì khi mà chúng ta có cái điều khiển từ xa thì rất là tiện trong cái việc mà chúng ta thay đổi những cái ngõ vào hoặc là âm lượng rất là tiện và cái con này thì nó sẽ kèm theo một cái tu vít nhà hãng thì kèm theo một cái tu vít cho chúng ta thì toàn bộ chúng ta sẽ chỉ chỉnh ở đây bằng một cái tu vít này thôi thay, thay đổi những cái chức năng uh, uh, hiệu ứng âm thanh ở trên này đấy cái bao bì đóng gói thì ở đây thì rất là đẹp ở đây các bác nhé rất là chắc chắn ở đây à, tiếp đến ở đây thì cái mặt hiển thị này thì nó sẽ có tiếp là cái phần này là phần chống hú này đây là chế độ on này đây các bác sẽ bật tắt cái chống hú bằng cái công tắc này đấy on off đó chống hú mic ở đây thì cái này thì nó sẽ biểu hiện về cái âm lượng. Ví dụ là âm lượng của của nhạc ở đây thì nó là là không đây, các em đang vặn nhỏ hết cỡ nó là không. Đấy nó hiển thị số các bác nhé Và ở đây thì nó là mic là 50 này, phần hiệu ứng của tiếng mic là 50 này. Đấy phần vì ở dưới có để đờ đây gì vật đấy, có các hiệu ứng. Và đặc biệt nữa cái con này em nhấn mạnh với các bác nó là chạy chip số, nó chạy chip số thành ra là cái phần hiệu ứng của tiếng mic ấy. thì nó có thêm cái hiệu ứng là hiệu ứng gì vật đấy các bác này hiệu ứng gì vọt. Đấy và hiệu ứng thúc tiếng mic ở đây. Đấy. Thì khi mà có hiệu ứng gì vọt và hiệu ứng thúc tiếng mic ấy, thì rõ ràng cái tiếng mic của chúng ta nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Hát nó sẽ nhẹ hơn và nó sẽ mềm mại hơn cái tiếng hát nó sẽ mềm mại hơn, dễ hát hơn. Đây là những cái phần hiển thị số của những cái hiệu ứng echo cũng như gì vọt. Vang, 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 à, à, vang nhanh, vang chậm, vang dài, vang ngắn và phần gì vọt. và đây là những cái phần cheat áp để chúng ta chỉnh về các hiệu ứng vang nhanh, vang chậm, vang dài, vang ngắn và hiệu ứng gì vợt À đây là hai cái chấu cắm mic rắc 6 ly à tương đương với hai cái chiếc áp ở trên này là chỉnh về cái âm lượng của từng cái lỗ mic ở đây tiếp đến đây là có ba cái chiếc áp tổng ở đây các bác nhé chiếc áp tổng ở đây thứ nhất là chiếc áp tổng về hiệu ứng của tiếng mic này à, chiếc áp tổng về âm lượng tiếng mic này à, chiếc áp à, tổng về âm lượng của tiếng nhạc à, và nhấn mạnh em nhấn mạnh với các bác một phần nữa ở đây là cái về, về phần equalizer về phần equalizer của con mic này con à, xin lỗi các bác là phần equalizer về của cái con vang số chỉnh cơ này về phần tiếng mic cũng như là phần tiếng nhạc thì cái phần equalizer nó được mở rộng nó nhiều cái thang chỉnh hơn đối với những cái con vang khác ấy, thì nó chỉ có ba giải là bass trung tép là có nghĩa là nó chỉ có ba cái chiếc áp trong một cái phần phần mic hoặc là phần nhạc thì cũng có ba chiếc áp là bass trung tép thôi nhưng mà đối với con này thì các bác sẽ thấy là phần mic đấy ạ. phần này phần mic nhé đây ạ phần mic này phần dưới là phần nhạc này phần mic thì có một hai ba bốn năm sáu bảy có 7 tham số để các bác chỉnh về phần tiếng mic và có 7 tham số là các bác phần chỉnh về tiếng nhạc. Thì rõ ràng có nhiều những cái cần chỉnh hơn, có nhiều những cái chiếc áp chỉnh hơn thì rõ ràng là cái phần âm thanh chúng ta sẽ chỉnh nó sẽ sâu sắc hơn, nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Đấy, thì uh, giới thiệu sơ qua là như vậy. Ở đây thì em sẽ thử cho các bác là cái tiếng mic này, à, tầng mic tiếng mic này rất là sáng rất là hay các bác nhé À lượng 6 7 1 các bác nghe tiếng mic rất là ok luôn. Mặc dù ở đây là em đang sử dụng là cái mic có dây nhưng mà tiếng rất là sáng rất là hay các bác nhé Alen sáu bảy một hai tiếng rất là rõ rất là nhạy. Alen sáu bảy một hai sáu bảy và đặc biệt là cái phần chống rú rít của cái cái hệ thống của con vang này nó rất là tốt. Khi mà em hát em đứng gần rất là gần loa đây và cái âm lượng của mic là cho rất là nhạy nhưng mà tiếng mic nó không bị rít. Alen sáu bảy rất là mềm rất là nhẹ tiếng bác. Alen sáu bảy và bây giờ em sẽ thử cho các bác tiếng nhạc các bác nhé. thì đây là một cái đơn hàng mà em test rất là nhanh giới thiệu cho các bác rất là nhanh thì cái con đẩy hai kênh này thì rất phù hợp với khi mà các bác sử dụng gia đình thì con này nó sẽ kéo được một à, à, hai đôi phun một đến hai đôi phun đơn bát 30 mươi ạ phun đơn bát 30 sẽ kéo được một đến hai đôi hoặc là các bác sử dụng là nếu mà phun đơn bát 40 thì các bác sẽ kéo được một đôi nhé Đấy, kéo một đôi thì con này sử dụng gia đình thì rất là hợp lý thì trong gia đình thì các bác thường là sử dụng đấy, một đến hai đôi phun đơn là cùng thôi đấy phun đơn bát 30 là cùng thôi thì khi mà nghe như con này thì tiếng âm thanh nó rất là mượt và đặc biệt là với cái mạch thiết kế của PS Audio thì nó không bị kén loa các bác lắp vào loa nào thì tiếng nó rất là hay rất là mềm đấy nó không như một số những căn đẩy khác là bị bị kén loa có nghĩa là lắp vào loa này thì hay nhưng lắp vào loa khác thì không hay nhưng với cái mạch thiết kế của PS Audio thì nó không bị cái hiện tượng là kén loa các bác nhé thì đây là một cái video giới thiệu nhanh về cái sản phẩm này thì các bác liên hệ với bên em qua số điện thoại là không 0988646 để nghe tư vấn và báo giá cụ thể và những cái sản phẩm như này và thưa các bác là đây là một cái đơn của một cái bác khách ở đây thì em nhấn mạnh là đây là một đơn của anh À, chú Minh ở bên Tân Uyên Bình Dương nó cũng là một cái khách quen cũng thường xuyên mua đồ ở bên em à, bác khách này thì bác cũng bác mua hộ bạn bè rồi mua rồi người thân rất là nhiều ở bên em rồi và đây là cái bao bì đóng gói và bây giờ thì cũng đến giờ mà đóng hàng gửi đi cho khách hàng rồi thì em xin phép ngừng video tại đây và hôm nay thì cũng có rất nhiều những cái bác mà đặt những cái thiết bị vào và vang và lưng tiếng khác nhau các bác nhá đây là những đơn hàng hôm nay à, trong đó thì bây giờ đóng gói lốt cái đơn hàng này cảm ơn các bác em xin chào các bác ạ